chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Lúc này là mọi người đang tụ tập tại nhà mình để mình tiễn mình ra sân bay nè. Thật sự mọi người biết không, có một điều mình muốn tâm sự. Trong đầu mình có cái suy nghĩ là không nói với người thân và bạn bè mình về cái việc mình sẽ sang Đài đi du học. Vì mình rất là không thích cái cảm giác, cái khoảnh khắc mà người thân họ lủi thủi đi ra về á. Hồi nhỏ thì có vài lần mình ra sân bay, mỗi lần như vậy là dù được cho một cái hũ khoai tây chiên. Con nít mà thường chỉ tập trung vào những món đồ ăn ngon thôi đúng không? Nhưng mà cái thời ấy mình vẫn cảm nhận được một cái cảm giác mất mát, cái cảm giác chia ly vào những buổi chiều tà. Ngụm cơn là như vậy nè, tụi bạn mình hẹn là tuần sau mình hẹn nhau cái ngày này đi. Thì mình mới bảo là ôi chắc không được nữa. Thì khúc này là phải nói lý do ra luôn rồi đúng không? Thì mình mới bảo là hôm đó mình đã lên máy bay rồi. Cái bầu không khí lúc đó nó hẫng xuống một nhịp. Mấy bạn ai cũng sốc. Và bí mật hẹn nhau một ngày sát ngày thì mới báo với mình là sẽ lên tiễn mình và tặng mình phần quà. Khúc này là đang chờ cân hành lý ký gửi. Đi cái hàng đi xếp vô mình. Dạ rồi, tới đó rồi mình quẹo phải để cổng 26. Sau khi mà check in thì mình có xin ra chào tạm biệt những người bạn của mình. 4 năm nữa mới gặp lại. Tôi thật sự không muốn mở đầu cái clip một cách nặng nề như vậy đâu. Ôm thì chắc nha, 4 năm sau mới gặp lại đó. Giá vé máy bay rẻ thì tính sao. Giờ là đi vào cái line bên trong, tới cái khu mà kiểm tra an ninh chuyến bay. Thì nếu mà tính ra thì đây cũng được xem là lần đầu tiên mình đi, hơi bỡ ngỡ. Người ta thì chỉ cần 2 khay đựng vớ, giày, áo khoác, thiết bị điện tử, trang sức. Thì mình cần tới 4 khay lận, như đang chuyển nhà vậy á. Khi qua mấy cái điểm rà thì vẫn bị kêu bíp bíp lại nha. Thì ra là do cộng dây nịch. Xém quán quá mà cởi hơn cộng dây nịch nữa. Mà chợt tỉnh táo lại. Chuyến bay tụi mình bay là Starlux. Cơ sở vật chất thì cũng rất là đầy đủ và sạch sẽ. Một dãy như vậy là sẽ có 6 ghế chia ra ở giữa là cái lối đi. Trước mỗi chỗ ngồi thì nó sẽ có một cái gọi là máy tính bảng để mà có thể xem phim, nghe nhạc. Có tờ hướng dẫn kết nối wifi nữa. Vẫn có thể kết nối được mạng khi mà trên máy bay nha. Nhưng mà do là cái hạng vé của mình là hạng phổ thông nên là cái wifi đó nó chỉ có thể nhắn tin thôi, không được lướt web lên mạng. Chuyến mình đi thì có đồ ăn kèm. Đúng là đừng có nghĩ là đồ ăn trên máy bay nó không ngon, nhiều khi còn ngon hơn dưới mặt đất nữa. Bữa ăn thì gồm có phần cơm, cà ri, thịt heo, trái cây, bánh mì và bánh bông lan. Mọi người biết trong cái bữa ăn này mình thích nhất là cái gì không? Đoán xem. Đó là miếng bánh bông lan này nè. Nhìn thì rất là đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà thật sự là không biết diễn tả như thế nào luôn. Nói chung là ngon. Tới giờ phút mình làm xin vlog này là đã 3 ngày mình ở Đài Loan rồi. Nhưng mà mình vẫn nhớ rõ cái vị của cái miếng bánh ấy. Nó mềm, nhưng mà nó cũng xốp. Ôi má ơi, một điểm mình đánh giá cao là cái bộ chén dĩa ăn nó khá là xịn luôn. Mà cái khay thì nó được thiết kế cái kiểu nhám để không bị trơn trợn. Nhưng cũng cái bộ đồ ăn này nè, cũng là một trong những cái sai lầm của mình. Sai lầm như thế nào á, thì mọi người sẽ rõ ở phần sau. Sai lầm rất là lớn luôn. Nên là chờ video sau của mình nhé. Yes. Một điều mình ấn tượng nữa là cái cuốn tạp chí này nè mọi người. Nó không đơn giản là cuốn tạp chí bình thường đâu. Nó như kiểu dạng catalog á, một cái hình thức marketing trực tiếp trên lúc bay luôn. Chỉ cần bạn ưng món nào là bạn chỉ vào đó, chỉ tiếp viên và họ sẽ bán cho bạn. Họ sẽ đưa ra và bán cho bạn. Xém tới bị cám dỗ mà chi hết luôn, là đi về Việt Nam luôn, là khỏi đi qua Đài nữa. Hết tiền. Ê, Damian,
Một điểm mình rút kinh nghiệm sâu sắc đó là mốt mà chọn chuyến bay ấy, thì không nên chọn kế cái nhà vệ sinh. Ý là mọi người thấy không, trong suốt cái chuyến bay thì ai muốn đi vệ sinh là đều có thể nhìn thấy mặt mình. Khúc này là hướng nội ngang luôn á. Khúc này cũng tới nơi rồi. Ôi mà lần này nó không bị nhức tai nha khi mà xuống máy bay. Chuyện là hồi xưa, cũng không xưa lắm đâu nhưng mà nói chung là xưa thì mình cũng có đi một lần rồi. Lúc đó thì trải nghiệm ngồi nó không cũng chưa sâu sắc lắm. Thì khi mà xuống máy bay á, là cái sân xuống tới cái sân bay là cái kiểu là ù mà đau nhức hai bên tai luôn. Giờ thì tụi mình đi xe ra sân bay để mà làm thủ tục nhập cảnh. Ai không phải cư dân Đài thì mình sẽ xếp hàng ở cái hàng màu đỏ như thế này. Lúc này là check in xem là bạn có mang những cái món đồ cấm nhập cảnh vào không. Nó sẽ như là cái giai đoạn rà khay ở Việt Nam ấy. Có điều ở đây là nó sẽ không cần phải cởi vớ. Thí dụ mà nghi ngờ món đồ gì của bạn thì vẫn có thể là kêu bạn mở ra để mà họ kiểm tra xem. Đi vào bên trong, xuất trình tờ giấy hải quan nữa và kiểm tra hành lý ký gửi. Nãy là kiểm tra hành lý xách tay thôi, giờ mới là ký gửi nè. Thì sẽ có chó nghiệp vụ ra luôn. Khúc này mắc cười lắm, bạn chó là ngửi vali của mình, ngửi một cái là đi, nhưng mà lại dừng lại, thậm chí là trèo lên người mình, liếm lấy liếm để cái áo khoác bên ngoài luôn. Lúc ấy thì nhân viên sân bay mới kêu mình lại, đừng có hoảng hốt, hỏi là cái áo của mình có từng có trái cây đồ không. Thì mình mới bảo là có thể là vô ý rơi nước sốt trong cái quá trình mà ăn uống trên máy bay. Mình bảo họ là họ có muốn kiểm tra không, mình có thể cởi xuống để mà cho họ kiểm. Thì họ bảo là không cần. Và mình thấy là trong suốt cái quá trình ấy thì vẫn rất là lịch sự và liên tục xe, có nghĩa là cảm ơn mình đã ra cái sảnh chờ của sân bay Đào Viên rồi nè mọi người. Giờ thì tụi mình sẽ được hướng dẫn di chuyển tới trường đại học. Trường mình thì nằm trên đồi núi. Khúc này thì cũng là một kỷ niệm đáng nhớ luôn nè. Cái gì khó khăn thì thường nó sẽ đáng nhớ. Xe thì chỉ dừng ở chân núi thôi. Không chỉ riêng mình, tất cả mọi người luôn, ai cũng có một cái hành lý 23 ký gửi cộng thêm 7 ký xách tay. Cứ thế mà vác mà đẩy mà không biết làm cách nào. Miễn là lên được cái dốc để mình lên được cái ký túc xá, mà cái dốc đó của mình cũng khá là dốc và khá là dài nha. Má ơi, phổ cập nội quy ký túc xá xong, mua mình gói sim xong thì cũng gần 9 giờ. Tụi mình quá đói rồi, đi kiếm một cái gì đó ăn đã. Mọi người biết là ngày đầu tụi mình qua đây, không chỉ riêng một mình đâu, ai cũng ngỡ ngàng với giá tiền và liên tục có cái suy nghĩ là à cái giá này đổi ra tiền Việt là bao nhiêu. Đúng 10 phút rồi đó. Nhắc tới sinh viên thì không thể nào là thiếu mì gói đúng không? Mà ở đây thì có nhiều loại mì gói. Cũng là cái nhiệm vụ luôn. Có nhiệm vụ để làm rồi, là mình sẽ tính toán xem làm thế nào mà từ đây cho đến lúc có thể đi làm thì sẽ nên ăn như thế nào cho tiết kiệm nhất. Lựa cả buổi trời, được hai cục cơm cuộn. A22 rất là lâu rồi mới có cái cảm giác là xài lại những cái đồng tiền xu á. Mình thôi nha, chứ mấy bạn mà 2K5 hay K6 đồ là hình như là không có khái niệm đồng tiền xu luôn. Rồi, thấy có nhiều sự nhăn mặt trong cái clip này rồi đó. Chưa ai quen cái khẩu vị ở đây cả. Và thậm chí là cả phần cơm cuộn của mình nữa, rõ ràng nó là đồ ăn mặn, nhưng nhân của nó lại là nhân ngọt. Thôi, kết clip ở đây nha, để mình về phòng cất hành lý xong rồi mai chúng ta lại gặp nhau ha. Nếu cảm thấy video của Ký Kỳ Cục giúp ích được cho bạn thì hãy đăng ký kênh, nhấn vào nút like và share giúp mình nha. Cảm ơn vì đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.